Chào các bạn. Tiếp theo trong phần User Control, chúng ta sẽ tiếp tục một bài tập có yêu cầu như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một User Control có tên là MyTextBox. Thì công dụng của User Control này là chúng ta sẽ đi nhập liệu trên cái textbox và nó sẽ tự động kiểm tra và thể hiện cái thông báo trong cái Error Provider cho biết là giá trị có được nhập trong textbox hay chưa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập nội dung cho textbox. Sau đó chúng ta đi xử lý, kiểm tra nội dung và thể hiện cái thông báo trên Error Provider. Cụ thể hơn chúng ta sẽ đi vào phần bài giải. Thì các bạn cũng tạo ra một cái User Control và chúng ta thiết kế như thế này. Các bạn lưu ý textbox chúng ta sẽ thực hiện, ví dụ đây là giới hạn của User Control, các bạn phải để một cái khoảng trống ngay bên cạnh textbox để cho cái Error Provider nó thể hiện. Và một yêu cầu nữa đó là khi chúng ta co giãn cái điều khiển hay là cái User Control thì chúng ta sẽ làm cho textbox nó sẽ co giãn theo. Thì muốn làm được điều này thì chúng ta chú ý đối với textbox thì các bạn chúng ta sẽ thể hiện cái phần thuộc tính anchor, thì các bạn neo đậu kết dính với cả bốn hướng là top, bottom, left và right, để khi mà chúng ta di chuyển sau này, khi mà chúng ta thiết kế điều khiển thì các bạn thấy nó sẽ luôn luôn kết dính với bốn hướng mà chúng ta đã định. Và chúng ta nhớ là chúng ta phải chừa cái vị trí ở bên cạnh cho cái textbox, cho cái Error Provider nó thể hiện cái thông báo lỗi cho cái điều khiển này. Trong phần xử lý thì chúng ta sẽ xử lý sự kiện như sau. Khi thay đổi nội dung trên textbox thì chúng ta sẽ kiểm tra trong sự kiện text change, thì chúng ta sẽ hỏi xem cái nội dung textbox có bằng rỗng hay không. Nếu như bằng rỗng thì chúng ta sẽ yêu cầu Error Provider set error. Đây chính là tên của Error Provider. Thì các bạn thấy đây chính là cái Error Provider mà chúng ta đã tạo. Rồi chúng ta đưa lỗi vào cho cái textbox nội dung và chúng ta thể hiện cái câu thông báo lỗi là chưa nhập giá trị. Ngược lại thì chúng ta sẽ xóa cái biểu tượng lỗi đi. Và xử lý khi mà mới load User Control thì chúng ta gọi luôn cái sự kiện này để nó thể hiện cái biểu tượng lỗi khi mà người ta chưa gán giá trị. Sau khi tạo xong User Control thì chúng ta có thể tạo mới một cái form để chúng ta test thử cái User Control của mình. Ví dụ chúng ta add thêm một form rồi chúng ta thiết kế vào. Thì User Control mà chúng ta vừa mới tạo nó sẽ xuất hiện ở đây trong cái component của chương trình. Thì các bạn thấy có một cái URC MyTextBox, thì các bạn chọn và vẽ lên trên màn hình. Thì nhờ cái thuộc tính anchor chúng ta neo đậu các cái định hướng cho nên là khi mà chúng ta co hay là giãn cái textbox thì các bạn thấy là nó đều co giãn theo, và cái biểu tượng lỗi nó luôn luôn nằm ở cái vị trí mà chúng ta đã định sẵn. Ví dụ chúng ta chạy cái form vừa mới tạo này thì các bạn thấy khi mà chúng ta chưa nhập gì cả thì nó sẽ thể hiện thông báo là chưa nhập giá trị. Còn khi chúng ta nhập liệu vào ví dụ như là
chúng ta nhập vào nội dung của test box chẳng hạn, thì cái biểu tượng lỗi lập tức nó bị mất đi. Còn nếu như chúng ta xóa thì các bạn thấy là nó lại thể hiện là chưa nhập giá trị. Thì đó là công dụng của my test box, user control my test box. Như vậy là chúng ta vừa tạo xong một user control có công dụng là thể hiện cái thông tin kiểm lỗi khi nội dung chưa được nhập. Thì với user control này, chúng ta có thể thiết kế các cái màn hình có yêu cầu phải kiểm tra dữ liệu khi chúng ta nhập. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.